Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định ngày 14 tháng 4 cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Vóc, sinh năm 1975, ngụ xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để điều tra về hành vi sát hại người. Người phụ nữ này đã bất ngờ cầm vật sắc nhọn truy sát cả gia đình hàng xóm, gây ra vụ thảm án rúng động dư luận địa phương, tấn công đoạt mạng ba bà cháu, trong đó có hai cháu trai 8 tuổi và 3 tuổi. Ngay sau khi vụ thảm án xảy ra, Mai Thị Vóc đã bị bắt giữ và di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định để tiến hành điều tra làm rõ hành vi sát hại người của Vóc. Tuy nhiên, trong 3 ngày, người phụ nữ này không chịu khai báo với lực lượng chức năng, lúc nào cũng giữ thái độ lầm lì, mắt cứ trợn ngược nhìn lên trần nhà. Bước đầu, các cơ quan chức năng nhận định Mai Thị Vóc có biểu hiện bị trầm cảm, tâm lý không bình thường. Người dân sống gần nhà Vóc cũng xác nhận thời gian gần đây Vóc thường lầm lì, ít nói và hay cáu gắt chồng con, hàng xóm. Trước đó, chị Thơm chia sẻ về cái hôm định mệnh ấy. Do thường ngày, con trai cả Đỗ Thành Đạt, 8 tuổi, hay đèo cháu Đỗ Văn Trưởng, 6 tuổi, con trai của Vóc đi học. Do là họ hàng, nên việc Vóc sang hỏi con trai chị Thơm không có gì lạ. Thấy Vóc đi vào bên trong, chị còn nói với theo, bọn nó đang chơi ở trong kia. Vì gia đình chị Thơm và anh Đỗ Văn Kiên kinh doanh mở quán cà phê karaoke, buổi tối đông khách nên thường mở 3 cửa ra vào. Buổi sáng kinh hoàng ấy, chị chỉ mở 1 cửa là đường duy nhất chạy thẳng xuống phòng hát và nơi ngồi uống cà phê của quán. Khi Vóc vừa đi khuất, cậu con trai 3 tuổi Đỗ Công Minh cũng chạy ào qua chị để vào với các anh. Xong việc dọn dẹp, chị Thơm đi vào thì phát hiện cháu Trưởng đi ra ngoài. Chị có hỏi Tôm đâu, tên gọi ở nhà của cháu Minh, nhưng không thấy Trưởng nói gì. Chị này đi vào trong phòng hát karaoke của gia đình, hoảng hốt phát hiện hai con trai đã thiệt mạng, trên người nhiều vết thương. Chị Thơm chạy ra ngoài thì bất ngờ bị Vóc cầm vật sắc nhọn ra tay sượt qua lông mày. Vừa chạy, chị Thơm vừa gọi mẹ chồng và chồng chi hô: "Chị Vóc điên rồi, chị sát hại hai đứa con rồi." Bà Ngọc lao vào tìm cháu thì bị Vóc phay tử vong ngay tại bàn uống cà phê của quán. Còn anh Đỗ Văn Kiên, 31 tuổi, chồng chị Thơm, cũng bị hung thủ tấn công, may không thiệt mạng. Anh Kiên kể lại, vì bán quán khuya nên sáng ra anh ngủ say. Khi tỉnh dậy, theo phản xạ anh sờ mặt thấy có huyết, nhìn xuống chân huyết cũng đang chảy ra nhiều. Anh bật dậy thấy Vóc đang cầm vật sắc nhọn đứng ở ngoài cửa buồng ngủ. Thấy anh họ Vóc đến ôm từ đằng sau thì hung thủ bỏ chạy. Do bị tấn công sập xương gò má, đặc biệt là bị đứt gân chân nên anh Kiên được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, đến nay sức khỏe của anh Đỗ Văn Kiên đã qua cơn nguy kịch. Theo các bác sĩ, anh Kiên nhập viện trong tình trạng sốc tâm lý. Bệnh nhân có một vết thương ở gò má trái dài 5cm đã được khâu tại bệnh viện tuyến huyện trước đó. Bệnh nhân còn có các vết thương ở mặt sau cẳng chân phải, gãy thành trước xương hàm trái. Anh Mai Văn Lực, 46 tuổi, anh trai của hung thủ Mai Thị Vóc nhớ lại, kể: "Hôm đó khoảng 10 giờ, tôi đang ở trên nhà làm lại cái chuồng vịt, thì có người gọi điện thông báo Vóc cầm hung khí tấn công người. Tôi liền tức tốc chạy xuống, thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Không ai có thể ngăn cản được nó. Tôi với được một thanh gỗ dài khoảng 50-60cm, vụt vào tay nó nhưng không ăn thua. Thấy nó rất hung hăng, mọi người không ai dám xông vào cả. Tôi đành liều mình nhảy vào ôm chặt lấy nó, mọi người mới giằng được vật sắc nhọn trên tay. Lúc đó nó liên tục gào thét và kêu: "Tao là Phưởng đây." Sau khi đã bị khống chế, nó vẫn gào thét và nói là sẽ lấy mạng 18 người trong dòng họ. Cũng theo lời anh Lực, mọi ngày Vóc vẫn sinh hoạt như người bình thường, không có triệu chứng gì khác. Hàng ngày Vóc ở nhà chăm con, làm ruộng, tranh thủ thời gian nông nhàn thì đi bán nhộng tằm. Chồng Vóc đi làm xa. Tuy nhiên, sau khi bà nội của chồng mất, bà nội tên Phưởng, cách đây gần 1 năm thì Vóc có nhiều dấu hiệu lạ, thường xuyên cãi vã, gây gổ, đập phá đồ đạc trong nhà.
Anh Lực trầm ngâm nói, lần này cũng vậy, nhưng khi nhận điện báo nó gây chuyện, tôi không ngờ nó lại gây ra sự việc tày trời đến như vậy. Cũng có nhiều người nói, nó có những triệu chứng mất kiểm soát về hành động, nhưng tôi không thể nghĩ nó lại cầm hung khí tấn công mọi người như thế. Những ngày qua, không riêng gì những người trong gia đình, dòng họ bị sốc trước những hành động điên cuồng, mất tính người của Vóc, mà làng trên xóm dưới, ai ai cũng bàng hoàng, sợ hãi. Người cho rằng hung thủ có vấn đề về thần kinh, người thì nghĩ Vóc bị quẫn trí hay ức chế điều gì đó nên có những hành động như vậy. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ anh Đỗ Văn Duy, 47 tuổi, chồng của Vóc mới trở về từ Lào Cai, gia đình không hề có mâu thuẫn, cũng không thù oán gì với ai. Ngồi trong góc nhà, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trực chờ trong những tiếng nấc nghẹn. Người đàn ông lam lũ vì gia đình, từng bươn trải khắp nơi kiếm sống mưu sinh, lo cho gia đình, giờ chân tay buồn rủn, nói không thành lời. Đau lắm, không biết chuyện gì đã xảy ra với vợ tôi nữa. Hai đứa nhỏ là cháu, bà cụ là dì. Người trong nhà hết, sao vợ tôi lại có những hành động rồ dại đến thế? Hàng loạt những câu hỏi hiện ra trong đầu người đàn ông đang phải chịu đựng nỗi đau tinh thần. Quệt ngang dòng nước mắt, anh Huy tiếp câu chuyện. Chúng tôi lấy nhau đến nay đã hơn chục năm, vợ chồng thương yêu nhau, làm ăn vun vén cho gia đình và chăm bốn đứa con. Về kinh tế thì có thiếu gì đâu. Từ khi bà nội tôi mất, cũng là lúc vợ tôi có những biểu hiện rất lạ. Nhiều người cũng nói với tôi, nhưng tôi hay đi làm ăn xa nên không để ý. Có lần đi làm ở Lào Cai, vợ tôi gọi điện nói sức khỏe không được tốt. Tôi nói cô ấy đi khám bác sĩ, nhưng cũng không biết là vợ tôi có đi khám không nữa. Anh Duy nói trong tiếng nấc nghẹn, đầu năm 2015, do công việc làm ăn ở Lào Cai, tôi đưa Vóc và cậu con trai út 2 tuổi lên cùng. Tuy nhiên, được một thời gian, cậu con trai 2 tuổi đêm nào cũng khóc. Nghĩ con không quen chỗ ở mới, Vóc cùng con trai theo xe khách về quê. Hôm xảy ra án mạng, tôi nhận được điện thoại thông báo về nhà ngay có việc gấp và được hai người họ hàng cùng làm hộ tống về quê. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày hôm sau thì tôi có mặt ở nhà. Lúc ấy, tôi còn không tin câu chuyện xảy ra là thật. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.